Hôm nay tôi cũng còn bức xúc cái vụ cháu lành và cái năm sầu riêng này. Tôi xin mượn, trước nhất là mượn cái kênh của anh Lang Thang Sài Gòn để trao đổi một số ý kiến của tôi. Vậy cũng kính chào bà con cộng đồng mạng của mình nha. Hôm nay tôi tiếp tục tôi nói nè, cháu Văn à, cháu phải suy nghĩ bình tĩnh lại. Đây nè, chú giải thích cho con nghe. Cái thằng năm sầu riêng này á, nó không có tôn trọng con là một. Chú giải thích từ từ rồi chú mới phân tách ra là nó xem thường con quá đi. Rồi tới nó xem thường cha mẹ con nữa. Để chú chỉ cho con thấy nè. Con á, quá ngu dại. Con quá dại dột, không nghe lời cha mẹ dạy dỗ, mà con đi làm, con đi đem mấy chục ký thịt của con á, con đem con nạp không cho nó, rồi con để cho nó ăn trước, rồi á bây giờ con cũng như con trâu bị nó sổ mũi vậy đó. Nó nói cái gì con cũng phải nghe, con cũng phải cười theo nó, để rồi con nghĩ là con sẽ trục lợi về sau. Nhưng mà không được, cái bản tánh cái thằng này, cái bản chất cái thằng này á, nó rõ ràng là một cái thằng điếm, nó giả khờ giả ngu, chứ cái thằng này là cái thằng điếm đàng mà con không thấy, con mù quáng, con u mê, rồi con nốn lừng, cũng như cái anh Lâm kia anh nói vậy đó. Thành ra con nửa đêm xách xe con chạy con đi nạp thịt, thành ra giờ con cũng như con trâu bị sổ mũi rồi nè. Chú chỉ cho con thấy, có khi nào mà con có miếng bánh trước khi người ta muốn ăn bánh trả tiền, con hiểu cái câu đó không? Ăn bánh trả tiền là tất nhiên là thỏa thuận với nhau, còn cái này á, con đem bánh con nạp cho người ta trước khi con mới đòi tiền, con là một con đàn bà quá ngu, con mê trai gì phải đến nỗi con làm cho xấu hổ cha mẹ tổ tiên của con, mà gốc của con không hay biết gì hết. Con nghĩ con dắt thằng con đem con nạp thịt cho nó một đêm, rồi sáng lại con để mấy thằng YouTube nó dẫn con với dẫn thằng Năm đi qua đặng người ra mắt cha mẹ của con. Con nghĩ đó là hãnh diện hả? Chú nói rồi, con cứ nhìn theo cái xã hội đi. Hồi đó con có chồng, có phải là bên chồng con dẫn thằng chồng con qua để nói chuyện với ông bà cha mẹ con không? Còn cái này ngược lại, mấy thằng YouTube đó đó, nó dẫn con với thằng thằng Năm Sầu Riêng về ra mắt cha mẹ con, có phải là nó đi ngược lại là mấy thằng YouTube đó là cha của con không? Không, cái này chú nói thẳng với con luôn để cho con sáng suốt, con tỉnh lại đó. Có phải là thằng Năm Sầu Riêng này nó đóng cái vai con của mấy thằng YouTube đó không? Đúng vậy, cha mẹ mới dẫn con đi qua nói chuyện với xui gia để rồi gả cưới nha, chứ còn đâu có ngược lại cái đồ tiểu hồi tiểu yêu đó mà nó dẫn dắt tụi bay. Còn cái thằng chồng con là mất dạy nè, con nói là chồng con phải không? Con chấp nhận này chồng con, cái lỗ tai con gán dảo cái lỗ tai nghe chú về chỉ cho con mấy cái điểm này nè. Nó vô nhà cha mẹ con ngồi một bên cái ghế bàn đó đó, bữa nay chú tức quá chú mới nói tiếp nữa nè. Rồi á, rồi nó là bổn phận thằng rể, nó phải đứng sụp lại sau cái ghế bàn đó đó, nó đứng khép nép một bên á, để nó thưa chuyện. Nó muốn thương con, thưa hai bác, bữa nay con đến đây tại con thương em dân, rồi con qua đây để con trình bày với hai bác như thế nào các bác có chấp thuận hay không. Còn cái này á, nó thấy mẹ con ngồi cái nó xề chỗ đó, nó muốn ngồi, nó muốn đạt cái ngôi vị, cái vị trí của cha con. Con thấy vậy đứa con đột ngột quá, cha con sượng sùng cái bắt đầu cái con mới la nó, chỗ đó không phải vị trí của nó ngồi, cái nó mới xề qua bên kia, nó ngồi cha mẹ con ngồi bên đây đối diện. Cái này là nó ngang hàng cho nó thằng rể gì mà nó ngồi cái vị trí đó, nó già đầu nó rồi chứ đâu phải nó còn nít mới lớn lên 19 20 tuổi đâu, mà nó làm cái thói đó là cái thằng mất dạy. Bữa nay chú nói cho con nghe con mới thấy cái thằng mất dạy. Rồi á, kế nữa nè, nó nói á,
ổng mà đòi tiền đó đó, cưới vợ á, là nếu mà ổng không gả đó, để ông đem về ông làm mắm, ông ăn ông giọng đi coi đúng không. Con đó là một cái con sỉ nhục cha mẹ con trước mặt cộng đồng, và con nghĩ ngày đó là ngày hãnh diện. Bữa nay chú tức quá chú mới nói luôn chứ, bà con cộng đồng hả, nếu chú sáng chú đi ăn ra ngoài quán chú ngồi ăn hủ tiếu hoặc là uống cà phê, ai cũng nói từ đàn bà tới đàn ông, ta chửi chưa từng thấy cái con nào nó ngu đến nỗi mà nó đi nạp thịt trước mà để cho cái thằng thằng dài dít vậy mà nó chơi cho đã rồi nó về nó sỉ nhục trước mà cha mẹ cộng đồng xã hội vậy đó. Mà nó nói nếu ông không gả giờ ông làm mắm, trời đất ơi, con còn gì cái câu đó nữa dân. Con nghĩ kỹ đi, con nằm con gác cái tay lên trán rồi con suy nghĩ coi cái thằng đó đã cho một cái câu nói như vậy, con còn cái gì, gia đình dòng họ con còn cái gì mà trên xã hội này nữa. Anh lang thang Sài Gòn thấy cái có thằng rể nào trên đời mà nó ở với con nào nó chơi cho đã rồi nó sỉ nhục trên cộng đồng mạng này mà nó nói nếu mà không gả làm mắm luôn, là anh nghĩ sao đâu. Anh nói tiếp giùm tôi một khúc anh lang thang. Và trong cái vấn đề mà chỗ anh năm sầu riêng đó, thì cái chỗ cái chi tiết anh nói thì em cũng đã từng chia sẻ rồi. Có nghĩa rằng ngay cái thời điểm ban đầu mà anh xuống cái phòng trọ đó, anh xuống phòng trọ anh hỏi cũng thao thao bất tuyệt, mà khi mà nghe cô Văn này bảo rằng cô còn đang nợ 5 triệu đó, thì anh thấy là anh năm sầu riêng anh ngồi anh né ra liền. Bà con nào theo dõi cái thước phim đấy chắc bà con để ý chắc cũng thấy anh đang là bình thường. Khi mà nghe cái vấn đề là cô Văn này bảo rằng là cô còn nợ 5 triệu thì cái như là anh né ra cô Văn ngay đó. Thì ngay từ thời điểm đó và lúc mà anh bước vô nhà, anh có cái hành vi gọi là cái như là xông xông vô ngay cái chỗ mà cái ghế ghế đôi đó để anh ngồi chung với Ông bà mẹ của cô Văn đó. Thì em muốn cũng để ý xóa cái chi ngôi tiết ông kia, này. ông kia Dạ ông muốn xóa ngôi ông kia. dạ đúng rồi đúng rồi đúng rồi, anh cũng muốn làm bá chủ một phương đó. Thì em Đúng đã thấy rồi. là cái quan điểm của ông này nó thật sự, ông bà xưa dạy một câu gì, anh có ngồi anh có nồi thì ngồi quay hướng đó. Mình phải biết mình vô là mình thân phận gì đó, mình vừa là khách mà vừa đi tới gọi là để mà dạm hỏi con của người ta, thì nó thật sự mình có lớn tuổi cỡ nào cũng phải là một cái sự khấm nấm đó anh đó. Nhưng mà cái anh Ri nó thật sự là anh già rồi mà anh chẳng còn cái chi đã mất. Đó, thì giống như nãy em nói anh còn bây giờ có một cái miếng đất nhỏ mà trồng cái củ cải mà nó bị sùng đó, thì anh không còn cái chi đã mất nữa cả. Và qua rất nhiều cái vấn đề đấy thì cái mà em nghe nó chói tai nhất đó là anh nói rằng nếu như mà bữa hôm đó mà anh ông già của cô Văn đó mà đòi có một cây vàng thì anh trả luôn cho về làm mắm đó. Thì qua đấy thì em thấy rằng cái chỗ anh năm sầu riêng này thì thật sự ra đấy anh chẳng qua anh tìm đến cô Văn này để anh giải giải buồn giải giải giải, giải sầu thôi. Giống như là một con trâu mà nó khát nước thì bây giờ cái nước lỗ sình nó vẫn uống, nó uống xong rồi nó đi chứ không bao nó không có một cái gì mà luyến tiếc gì cả. Đấy, cái hành vi đó là giống như là một trong những cái mà anh tát thẳng vô mặt cô Văn này. Đấy, cô chẳng là một cái loại gọi là thối tha cho cô là được cái gì đâu. Vậy đó quý bà con, mà cô Văn này cô vẫn là yêu yêu thương thương đó, mà câu đó là chẳng những anh xúc phạm cô Văn mà anh còn xúc phạm cả cái đấng sanh thành của cô Văn đó. Một lời nói mà xem như nó tác tất cả mọi cái vấn đề đó. Trời ơi, bao nhiêu cái nhục nhã, cái xấu hổ là nó đổ đổ hết trên đầu cái đứng sanh thành của cái người vợ của mình sắp cưới á. Dạ đúng rồi anh, dạ chính xác. Trời, quá nhục. Dạ Đây nè, cái thằng này á, là đây nè, để tôi nói cho anh lang thang nghe cái chỗ này theo tùy ý tôi nhận định nha, dạ rồi có phù hợp với anh hay không. Anh thấy nè, bởi vì nó nghĩ nè, cái con đàn bà thúi tha này, mày mang mày nạp thịt với tao, mày cũng ê chề, cũng đồ khỉ ho cò gái ở đâu mà mày cũng cò ói hay gì, rồi mày ế dữ lắm rồi, mày đem mày nạp thịt mày cho tao không. Thành ra từ cái đó nó ăn rồi, nó nếm rồi, là nó coi cái đồ này là đồ tầm tầm thường đối với nó. Thành ra nó khi dễ tới cha mẹ con nhỏ này nữa, thành ra nó mới nói nếu mà bữa đó đòi nó cây vàng ha, là nó trả trở lại là cho làm mắm ăn cho làm cái gì. Anh Dạ thấy chính câu xác, đó là rất là nặng nề nha. dạ. Nếu mà một một người biết suy nghĩ, một người có trình độ, là bữa đó một tát vô mặt mày, tao tống cổ mày ra ngoài đường rồi, chứ đâu có để cho nó ngồi ở đó. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Còn cái con này á, nó quá mê muội, mà tôi cũng tội nghiệp
cho ông già của cô Vân với mẹ nó. Nhưng mà nhiều khi bây giờ con gái mình nó lỡ nó ngu dại quá rồi, bây giờ nó làm cái nhục vậy rồi. Nhưng mà đáng lý á, bây giờ ông này hôm nay phải kèm con nhỏ này để giải thích những cái đó cho nó thấy, rồi cuối cùng á là đặng cho nó thấy được, nó sáng suốt được, nó phải dứt bỏ cái tình ông cháu nó đây đi. Thế còn bây giờ còn tiếp diễn nữa là anh thấy cái nữa nè, là đã con nó tạo điều kiện cho nó mà đặng nó sống cái bản thân nó, mà cuối cùng nó không nên thân, nó đi gượng nó lấy chiếc xe như vậy, mà cuối cùng cái thằng Năm này á nó sẽ tác động vô để nó nói là con nhỏ kia là bậy, con của con dân này đi vô lấy chiếc xe là bậy, rồi mấy thằng YouTube nó đùa theo nữa, tát nước theo mưa nữa, nó nói là con nhỏ này mất dạy này kia đó, là nó làm thêm cái chuyện vậy, tội nghiệp con nhỏ con của dân không, theo tôi vừa phân tích vừa cái clip rồi á, nhưng mà giờ không nhắc lại cái đó nữa. Anh thấy là coi như là con dân này, cái con nó quá ngu mà nó đến đổi mà nó không thấy được cái thằng Năm Sầu Riêng này, và nó coi như nó coi dòng họ nó không ra gì bản thân. Bây giờ cái thằng này là nó coi cái con nhỏ này không ra gì nữa nè, hôm qua đi về á là nó nói về bên bển thì đã anh nói rồi, là coi như là con cái đầu bàn đâu đó đàng hoàng đi, còn nếu về, phải về bển thảo luận lại đi này kia nọ là nó muốn đuổi khéo con này rồi. Cuối cùng con này vừa đi là mấy thằng YouTube kia kìa nó điện rồi để cho mấy con mẹ kia điện cho thằng Năm này, cái thằng heo nọc này á, nó trò chuyện, nó nói chuyện rồi nó kêu cái con mẹ kia là quay nhà cửa cho nó coi đi. Cái con nhỏ này nó bắt được cái này, cái bắt đầu nó làm cái giọng eo sách, nó nũng nịu cái giọng, nó giận hờn này kia nọ. Rồi bây giờ mấy thằng đó nó chở ra con heo nọc này đi qua bên Đồng Tháp rồi, chở qua Cao Lãnh rồi, để rồi Đại Lục đang đem con sò này đang về nó hút tiếp. Đây là tôi nói anh nha, nó dàn dựng đủ thứ nha anh Lan Thang Sài Gòn. Đúng rồi anh. Rồi á, nó dựng lên tới cái con nhỏ mà cho 100 triệu tiền đám cưới. Tôi đánh giá nếu con Mạnh Thường Quân nào đó ha, mà cho thật sự thằng này á 100 triệu để làm cái đám cưới con Ngọc với thằng nãi này á, là con này chắc có lẽ là hồi trước á là nó cũng là bà con với Tề Thiên Đại Thánh á. Bởi vì anh biết sao không? Tại Thiên Đại Thánh là người ta gốc Tiên, người ta trong núi á, nó nứt nó bể ra thì nó đầu thai ra thì nó có cái cốt tiên, thành ra người ta mới có tài giỏi vậy. Còn con này nó cũng gần gần như vậy á, nhưng mà nó nằm ở dưới lỗ lẻ dưới đất á, nó nghe tiếng động đó nó chui lên chứ nó không có cha mẹ ông bà gì trơn á. Cái này tôi nói, cái này là tôi nói riêng cái con nhỏ đó nha. Tôi hỏi anh, nếu nó có tiền dư nhiều thì nó cho cha mẹ ông bà nó, dòng họ anh em của nó đó, có chắc giàu hết chưa, tỷ phú toàn bộ nguyên cái gánh dòng họ đó chưa, mà nó xuất tiền ra nó cho con heo nọc với con heo nái này nhảy rồi cho xã hội chửi nguyền rủa vậy mà nó bỏ 100 triệu ra. Tôi nói thiệt, nó bỏ ra là tôi gặp mặt nó là tôi chửi liền, tôi nói thiệt tôi gặp là tôi chửi nha. Không không có nói mày ngu, vừa vừa mày để cho xã hội ngu ý chứ có đâu, mày cha mẹ mày nếu mày lỗ nẻ mày chung lên thì tao không nói, mà nếu mẹ mày có cha mẹ mày tạo mày ra mà ngày giờ này mà cái tốt này mà xã hội cộng đồng lên án vậy, mà mày xách 100 triệu mày cho mà ông bà dòng họ tổ tiên anh em ruột thịt bên nội bên ngoại mày còn nghèo khổ thì đúng mà mày quá cục què rồi. Chính xác anh. Còn mày quá, nếu mà mày á mà dựng á, tụi bay á dàn dựng á thì cái chuyện này tụi bay cũng không ăn được, cái đồng bạc ai hưởng ứng theo đâu. Còn còn nếu sự thật mà mày có tiền mày cho là tao chửi, tao chửi thiệt, không phải là mày lấy tiền của tao, nhưng mà mày quá ngu. Thì cái chuyện đó theo tôi, cái quan điểm tôi vậy, hồi chiều giờ tôi nghe mấy cái vụ này là tôi rất là bực, thành ra Anh tôi nói vậy đó cho mà. em đóng góp cái liên quan chỗ số tiền 100 triệu cho anh, vì cái vấn đề quan điểm của em á, lúc nãy em cũng đã có chia sẻ đầu cái buổi trò chuyện hôm nay đó. Đây là một trong những cái chiêu trò của một nhóm YouTube này. Thứ nhất là để nó mồi chài thêm một số Mạnh Thường Quân đó, để mà ai vẫn còn là u mê đó, để mà gửi tiền về để mà vỗ béo cho cái cặp gọi là già rựng mỡ này. Cái vấn đề thứ hai nữa thì đây là cái số tiền 100 triệu này cũng giống như là một cái cần câu để nó câu bà Vân quay lại, để nó tiếp tục có đề tài để nó quay đó.
vì cái bà Vân là bà đã lên cộng đồng mạng, bà đã tuyên bố với là chỗ cái với ông Năm Sầu Riêng đó, là ông hỏi rằng thứ hai là cô có quay lại không, bà khẳng định là không, là không, là không quay lại, không quay lại. Có nghĩa lúc đó là cái số tiền 100 triệu là cái clip này nó chưa có đã, nhưng sau này cái clip mà nó lên là 100 triệu đó, thì em nghĩ là bà Vân nếu bà nghe được mà bà là một cái dạng gọi là tham tiền thì chắc anh bà sẽ quay lại để mà nhận 100 triệu đấy, rồi có nghĩa là cũng là chia năm xẻ bảy ra, thì cứ rồi bà cũng được đôi bông tai như là cái cặp nhẫn cứ rồi cái tiền mà gọi tiền tiền hàng tiền nát là 20 triệu đó. Đó thì em nghĩ là bà này nếu như mà bà nghe được này thì mà cái vấn đề bà còn còn u mê đấy, chắc bà sẽ quay lại, mà quay lại thật sự quay lại được đây gọi là nó gọi là nhục nhã còn ê chề hơn đợt trước hả. À, đây là một trong những cái chiêu bài của bọn YouTube là nó đưa ra để mà nó kéo bà này lại sao anh. Dạ, em mời chia sẻ tiếp ạ. Tôi nói thật á, con dân này á, nếu nó đặt trường hợp nó là con của tôi như ông già con dân với mẹ con dân, nếu thằng này nó ăn nói như vậy, nếu nó đã phát biểu như vậy rồi mà mày mới trở về nhà đây mà nó điện cho con khác nó câu như vậy, mà mấy cái thằng YouTube này á, nó điện nó ghi hình lên trên mạng như vậy mà nó để như vậy là nó coi mày ra gì nữa, nó đã chà đạp tao. Nếu mà nó không, nếu tao đòi một số tiền như vậy, một cây vàng vậy, cái nó trả mày cho tao đặng làm mắm một cái nhục nhã đó là mày thấy không? Còn bây giờ nó tiếp tục, mày mới vừa xách gói về bên đây để thương lượng chuyện gia đình, bên kia nó câu rồi, mấy thằng đó nó dẫn dắt như vậy thì coi như cái đó còn cái gì nữa. Nếu mày mà trở về đó, trừ ra con này nó trở về là trừ ra nó ăn phân người ta thôi, chứ nói thiệt nó ăn cơm, nó cầm cái chén cơm nó ăn là chắc con nhỏ này nó không trở lại. Còn nếu nó ăn phân người ta thôi, còn nó trở lại không khác nào nó đem cha mẹ nó đạp với cầu tiêu á. Cái đó là tôi nói thẳng, con người tôi là chất phác, tôi nói thiệt, cậu Theo này em nghĩ là là nếu cha mẹ nó dẫn mà cô Vân này ra, cô Vân này thì làm mắm, em nghĩ là cam mắm nhí thôi thật sự ra. trên đời dưới thế nó thiệt với anh, chứ tôi là bài gần 70, Tết này nó là 70 tuổi rồi. Nhưng mà nó thiệt con này cho không, tôi có thèm một cái, tôi có chịu một cái, nó thiệt xã hội này cứ đè đầu tôi, mày dũng đi dũng đi chứ đừng có để tôi trên bờ. Nó thiệt nhìn không có cái cửa nào chứ không có nút nào hết chứ, mà cái thằng u mê cái nó ôm nó thương là cục vàng của nó, mà cục vàng của nó mới vừa đi là bắt đầu nó điện nó câu mấy bà kia rồi. Trời đất mẹ ơi, cái thằng này á nó cũng như là một con heo nọc, còn con nhỏ này mẹ con heo nái nữa chứ không ai con heo nái không. Mà nếu mà hôm nay mà nó quay đầu trở lại thì thôi, không còn nhục nào hơn cái nhục này nữa. Mà thằng heo nọc này là mấy thằng YouTube kia bây giờ hiện giờ là nó chở thằng này qua bên Cao Lãnh rồi, Dạ, chính xác, dạ. thành ra từ cái chỗ này cái tụi này nó làm trò gì tôi cũng không hiểu nổi nữa. Thành ra tôi nói thiệt, tôi nghe cái vụ mà trăm triệu này là tôi nghĩ là mẹ con nó dàn dựng, chứ không có cái cộng đồng mạng ha mạnh thường quân nào mà u mê mà mần ra tiền mà ngu vậy, mà làm sao mà mần ra tiền được anh La Đá Dạ đúng chính xác anh, cái vấn đề ở đây thì cũng như mà nhìn nhận với anh với em như là một số bà con đó, cả số tiền 100 triệu đó là 100 triệu tiền một mạch á. tôi đây nè, tôi nói thẳng với anh là cái vấn đề 100 triệu này á, bây giờ đây nè, nếu bây giờ mấy thằng YouTube dơ này á, tụi bay á nói là bây giờ mạnh thường quân này ủng hộ 100 triệu này, người này tên gì, tên tuổi người này là cái gì, địa chỉ ở đâu, tụi bay phải nói thẳng lên đi. Cái này cho tiền chứ đâu phải là ăn trộm ăn cướp gì đâu mà phải giấu tên lạc danh, phải không? Theo theo tôi nhận xét vậy đó. Dạ Bây đúng giờ em, dạ. nếu nếu mày bằng sự thật, mày cái vị mạnh thường quân này tên tuổi địa chỉ ở đâu, hãng xưởng như thế nào, cơ sở như thế nào, điều kiện như thế nào mà bỏ số 100 triệu này để ủng hộ cái thằng nọc cái con nái này làm một cái đám cưới nhục nhã này, thử coi có không. Nó 100 triệu này là 100 triệu tiền âm phủ, nó nói bằng cái miệng thôi chứ mấy cái thằng tiểu yêu nhỏ này nó không có qua mặt được đâu. Tôi nói thiệt chứ tôi nghe là tôi biết nó xạo rồi, Chính xạo một xác anh, trăm chính phần xác, trăm xạo, tôi khẳng định với tụi bay đó. Bây giờ tao bữa nay tao lên đây mạng này tao nói nè, rồi tụi bay bắt cái kênh mà lang thang Sài Gòn này đang phát là tao biết tụi bay nghe hết trơn à. Thành ra từ cái chỗ này ngày mai tụi bay lên mạng đi, rồi tụi bay chỉ địa chỉ đi,
rồi tao sẽ đi tìm tới người đó luôn, tao tao coi cái mặt cái người đó coi méo tròn vuông méo gì hay là sứt mẻ hay như thế nào, coi nó ngu nó khùng cỡ nào, tao lên tao kiểm hồ sơ đó, rồi tao tới cái nhà thương đi biên hòa, tao tao nhờ chồng chồng lục soát coi có phải con nhỏ này nó sót nó bị sốc chuồng ở trong đó nó dọt ra không, Chồng mới ra chứ nếu mà người bên đó. ngoài kinh doanh mà ngang mà có tiền thì không có ai ngu, tao nói tụi bay ngu thì hả ngu chứ cộng đồng mạng này không có ngu, tụi bay đừng có gạt mấy ông lão này, trời ơi tao già già chứ tao chưa lẫn mà tụi bay nghĩ tao ngu hay sao mà tụi bay đưa lên đây tao bắt tao coi tao bực mình, tao mà tao tức ngồi tao bệnh tim tao chết rồi tụi bay ở tù thấy mẹ bay luôn à. Mẹ tao nghe hồi trưa này mà tao bắt tao nghe tụi bay lên tụi bay nói mấy vụ đó rồi hả, tao tao hai cái giò tao túm hết trơn, tao bước xuống giạt mà tao đi không nổi luôn, tao kêu mấy đứa nó là cúp điện liền giùm tao đi chứ cái truyền hình ở cầm đờ mốt mà tao tắt không kịp luôn đó, mà tao tức á, tao nói vậy tụi bay liệu hồn bay nha, bay ác vừa vừa chứ bay ác với tao, từng tuổi tao lớn mà tụi bay ác cái kiểu này là thiệt ra tao chết là tụi bay mang ra hậu quả, tao thành quỷ gì tao dặn không thấy Với mẹ mày hết à. cái chỗ 100 triệu đây là nó cũng đánh thẳng vô cái lòng tham của anh Năm đó. Đó, một trong những người mà gọi là tham tiền đó, thì cái như là có khả năng là những ngày vừa qua là quay rồi bị cộng đồng mạng chửi quá rồi, nhiều lúc anh này cái sợi dây mà mắc cỡ của anh là nó phục hồi lại rồi, anh cũng có Mấy một cái cái thằng số cái này sự á, khăn phùng đó anh, và bây giờ nó giục 100 triệu tiền ma ra đấy rồi để mà cái như là nó dụ ảnh để cho anh còn can đảm lên không gian mạng, cho nên anh nói một câu rằng là đạp lên dư luận mà đi đó. Đó, cho nên cái vấn đề em nghĩ là 100 triệu đó là 100 triệu tiền ma để phục hồi cái gọi là cái sợi dây mắc cỡ của anh, cho anh tiếp tục lên mạng đó. đây nè anh lang thang ơi đừng có nói anh nghe à, đây nè đã hôm nay là tôi nói cái thằng thằng cha này với cái thằng thần mà mấy thằng đại gia nổ nè rồi mấy con mẹ mà tham tiền nè là cái đồ ma quỷ không, anh nhớ cái vụ đó tôi nói là đồ ma quỷ không không, cái lũ ma quỷ này không, thành ra bữa nay là tụi này nó đưa tiền 100 triệu cụ hồn này lên cúng nè. Nè, hôm nay là mới tôi nói cái giọng lên đây là tôi xin lỗi mà nói là cái loại ma quỷ này nó lên nè, nó báo cái xã hội này cho rối bời nè, thì bây giờ bữa nay là tụi này nó mới đưa 100 triệu tiền cu hồn này lên cúng tụi này nè, y gan à, trời ơi tôi nói trước mà trời ơi tôi đó tôi trên núi chứ tại sao này tôi mới xuống hạ phàm tôi mới xuống này rồi chứ, là tôi nghe cái lũ quỷ này nó quản cái nào, trời ơi. Tôi nói thiệt với anh chứ tôi nói là không có sai, cái đám cưới này không có đâu 100 triệu đó, bây giờ ngày mai á tụi bay nghe nè, tụi bay phản ảnh tụi bay bay giới thiệu tên tuổi người đó ở đâu, địa chỉ ở đâu hay là cơ sở hãng xưởng nó ở đâu là tao biết, nó là giám đốc ha mộng đốc gì ha, là tao đi tìm tao đi moi cho ra cho bằng được, rồi tao tao nắm cái lý lịch nó tao đem hồ sơ nó thử coi nó trong có phải chạy để điên ở biên hòa nó ra không, khám chí hòa nó ra thì khác, còn này biên hòa nhà thương điên á, thành ra tôi nói thiệt mấy thằng này biết nó múa đủ điều hết trơn à, mà nó độ con nít non đây là tôi thấy nội mà nó dắt cái thằng thằng này đi về mà giống thằng cha mà dẫn con, anh thấy đi anh thấy thường thường đám cưới đi cha mẹ dẫn con đi coi đi cưới vợ, chỗ này tụi YouTube này nó dẫn cái thằng này đi qua đi cưới vợ thì rõ ràng á thằng năm này là con của mấy thằng này rồi, anh thấy nó diễn dài dài tới nó dạy đủ thứ hết trơn, Chúng ta tôi là nói tôi thấy mặt nhục cho cái thằng này, nói hoài mà cái lỗ tai nó không có nghe, cái thằng này đúng là năm cục thiệt anh, nếu mà xác định lại là cái gốc mồi kỹ rồi gốc bình thường bình phước nó ở ngoài là thằng năm cục đúng rồi, thành ra từ chỗ này thằng này phải phải nói sao mới được chứ, hay là bây giờ phải bữa nào phải đi chở nó đi trị bệnh mới được, bây giờ kiểm tra lại cái vấn đề đưa nhà thương tâm thần người kiểm tra thần kinh nó lại coi sao, chứ còn thằng này có thể là nó ngu thiệt, nó nói ăn nói thì không ra gì mà cuối cùng hả để cho mấy thằng nhỏ dìu dắt bây giờ làm rối loạn hết trơn, rồi bây giờ mấy thằng quỷ này nó muốn qua mặt mình nữa, không ăn 100 triệu tiền cứu hồn chứ làm sao mà có 100 triệu được, mà nói nội nó dựng cái vụ mà một mạnh thường quân nào ở ngoài Vũng Tàu á của Đà Lạt kêu lời ra ngoài chụp hình cưới này kia nọ ngoài là đài thọ hết, một cái đó là một cái xạo một cái láo rồi, bây giờ nó láo cái đó hôm nay chửi chưa thấu tai đó, bây giờ nó láo tiếp nữa chính thì xác chịu không nổi, bây giờ tôi nói thiệt bây giờ tôi với anh bây giờ phải hỏi thiệt mấy thằng này, bây giờ mình cuối cùng cái clip này á chút xíu nữa mình yêu cầu nó ngày mai nó đăng tên cái mạnh thường quân này lên cho tôi,
Không, đó đó nó mới tính tiền. đăng thì đơn giản anh, nó đăng mà nó để cái địa chỉ bên Mỹ thì anh sầu chứ sao xác minh được. Nó Bên Mỹ hả? đăng giống như là bây giờ nó đăng là Nguyễn Văn A thì chỉ Mỹ nó để mình nói thật sự là cũng sầu, cũng không biết được đâu. Khi nào mà nó tổ chức đám cưới mà nó dục ra 100 triệu đó thì mình thật may mình coi như là bán tính bán nghi. Thế còn bây giờ nó đỡ địa chỉ thì mình cũng không thể xác minh được, nó đỡ nó bên Mỹ thì mình cũng thua anh. Không bao giờ vậy đi, Mỹ chắc Mỹ thì Mỹ, Mỹ thì chắc Mỹ Tho rồi. Nhưng mà đây nè, Mỹ chắc Mỹ Tho rồi. Đây nè dân ơi, chú nhắc cho con cái này nha, rồi tôi nhắc cho cha mẹ của dân cái này cái nữa. Tôi là hướng cái thánh, tôi không có hiểm, tôi đã tu trên núi rồi, tôi xuống này, tôi mặc dù tôi không còn tu nữa chứ, nhưng mà tôi cái lòng tôi cũng còn tâm Phật lắm. Rồi nè, cái thằng năm sầu riêng nè, cái năm khùng mày nghe anh nhắc nữa nè. Bây giờ nếu mạnh thường quân này nó hứa cho 100 triệu, mà nhiều khi nó có cái nghịch lại nữa, anh Lam Ha Sài Gòn mình phải tính ra đường bên cho khùng này nó mới được. Bây giờ nếu nó nói bây giờ con dân này mày trở lại, hai chú cháu mày bắt tay làm cái đám cưới đi, rồi xong cái đám cưới này là tao hứa là tao cho 100 triệu nè. Coi chừng cái con mạnh thần quân này, nhiều khi cũng có mạnh thần quân thiệt nha, mà chúng cái mạnh thần quân này cao tay ấn, nó chơi cái kiểu này là chết cha nha. Năm năm sầu riêng đây nè, nó kêu giờ đi mướn nhà hàng rồi đặt bao nhiêu mâm đó cho mấy YouTube thì nó nói là nó cũng phải có phần rồi đó, rồi vô bao thơ bao nhiêu rồi cuối cùng cứ việc làm hết trơn đi, rồi xong đám rồi cái còn thiếu hụt nhiêu, nhưng mà nó đăng ký cho là 100 triệu đó, cái nghe lời ha, rồi đi đặt ha, rồi ông già dân nghe nói cũng phấn khởi quá, mạnh thần quân ủng hộ quá mạnh rồi, cái rồi anh dẫn con gái mình đi đặt nhà hàng nha, cuối cùng không có 100 triệu nào hết trơn, nếu mẹ chết cả bầy luôn á. Lúc lúc đó rồi, đúng lúc đó rồi ha, lúc đó là nếu mà ở ở mà Đồng Tháp hả, ở Cao Lãnh, để coi Cao Lãnh coi đi đường nào gần ta, qua cây cầu để gì đi tắt ngang Long Xuyên cầu Vàm Cống phải không, rồi súng nhau ra đó mà nhảy xuống đó mà một bầy, rồi nhảy xuống rồi, rồi kêu ông Tâm Sang xuống dưới không kịp luôn á, mà chết mẹ luôn á nha. Cái này nó thiệt chú dặn giùm cho, còn cái ba con dân nghe lời tôi nói cũng ráng cẩn thận, còn nếu miễn có cho 100 triệu á, thì nó chuyển qua tài khoản trước cái đi, rồi hả đi đặt rồi hả làm nha, còn nếu mà không xa xong xong là chết, còn năm sầu riêng lơ mơ coi chừng nha, còn nếu năm sầu riêng mà đứng ra đặt á là coi chừng mai mốt rồi thiếu nợ nhà hàng đó 100 triệu, rồi tiền đâu mà đóng lời, bây giờ đã thiếu người ta mà không có tiền trả 200 ngàn, mà để cho ông kia ông chạy ông té dưới mương ông xe ông sửa cả 1 triệu mấy 2 triệu, rồi nếu nói xuyên qua năm Sài Gòn năm mà sầu riêng này cái nè, đây nè anh nghe cái câu này mới là chết nữa nè, nó dụ bà kia, dụ bà kia làm quen đặng xuống hợp tác đặng làm sầu riêng của nó, cái cuối cùng cái bà kia mới quen với bà này nữa, hai chị em mới dẫn xuống ở Sài Gòn, dẫn xuống mà cái bà thứ nhất á, bà Linh gì đó, bà dẫn cái thằng bà quen với cái thằng kia là cái thằng bán cây giống, cái xuống nhà của thằng quỷ thằng năm mà sầu riêng này nè, tối đêm đó ở đó ngủ là hai bà già, hai bà này với cái thằng nhân giống đó đó, cái thằng bán giống á thì nó ngủ chung một mùng, ông năm sầu riêng này thì ông chủ nhà ông ngủ riêng một mùng, cái rồi cái mới bàn với nhau là coi như bả hợp tác là bả trồng mấy ngàn cây sắt cây cây tắc á, là coi như hợp đồng nếu mà sao mà thành công rồi á là chia chia với nhau là 5 năm, cuối cùng á bả mới đặt cọc đâu 6 7 triệu gì đó, cái thằng quỷ kia nó cái thằng quỷ bán cây giống nó lụm 6 7 triệu gì, nó quất rồi chuối nó trì phòng nó trốn mất mẹ là mất 7 triệu, rồi cuối cùng cái ông năm sầu riêng này, năm đại gia này nè, đại gia sầu riêng mới mượn bả 1 triệu nha, tôi nghe kỹ đàng hoàng, mượn bả 1 triệu, cái bả cho mượn tới chừng cái hẹn là hợp tác mà ngang với nhau, bả là bả cũng có một con nó đang bệnh, thành ra bả cho ông này mượn 1 triệu, tính là mai mốt là chồng bả cây giống đó cũng lâu dài thì cũng có ăn, cái điện là ông rốt ruột ông nói ông đang trồng bắp, chừng nào bắp nó ấy ông bán ba bắp ông trả, cái bà nhấn kỹ lắm cái ghi âm này giữa bà với ông nói chuyện trực tiếp mà, rồi anh có mượn của tôi 1 triệu phải không,
anh nhìn nhận phải không? Ông nói có, anh mượn anh chịu để anh trồng bắp rồi cái để anh bán bắp anh trả. Cái tới chừng lâu rồi, đâu tới 6 7 tháng gì bắt đầu bà mới điện nè. Điện cái bắt đầu ông nói bây giờ bắp nó thân quá, nó tiêu hết trơn rồi, không trả ta. Mà hiện là bà đó đó, cái hoàn cảnh này anh nghe có động trời không? Bởi vậy năm sầu riêng á, có nghe cái này á, ráng trả người ta 1 triệu đi. Mày tà ác gì mà mày gạt gẫm gì mà mày giật 1 triệu này. Bà này con bà, cái thằng con bà tháo cái khớp háng một lần trước là còn có một chân hà, bây giờ hiện bây giờ tháo thêm một khớp thứ nhì nữa, tất nhiên con bà bây giờ 2 cái chân không còn luôn. Anh nghe coi não nề vậy đó, mà bây giờ chịu bà ổng không chịu trả cho con ta. Anh còn Bà có lên một trên mạng bà nói trái bắp đấy mà, trái bắp lép rồi sao mà ương nó giống được phần trong. tôi nói cái thằng năm sầu riêng này, tôi nói nó bẩn, nó tôi nói nó bẩn nhất trên cái xã hội này, đúng không? Hỏi chứ nó với hoàn cảnh đó bây giờ không có tiền cũng phải đi đi dai đi hỏi sao mà đi trả cho ta, chứ anh thấy cái chuyện đó mà làm sao mà không trả ta được vậy, mà không trả đó tới giờ là không trả chưa trả nữa đó. Trời ơi, mà con bả là coi như bị tháo 2 khớp da háng đó, là bây giờ 2 chân không còn luôn á. Mà bây giờ vậy đó mà 1 triệu không trả là không trả luôn á. Mà giờ đi cưới vợ, chụp đi ra Đà Lạt chụp hình này kia nọ, tôi không biết thằng này nó làm ăn cái kiểu gì mà còn cái gì mà ác hơn nữa không biết nữa. Nó bẩn quá trời luôn, bây giờ tôi không biết sao mà nói. Bây giờ anh có cái ý nào để anh đóng góp lên nha, cho nó xây chuyển cái tinh thần của nó để nó có một cái lòng nhân đạo, với nó có cái lòng tự ái không, chứ đại gia gì mà anh lên mạng toàn là xin tiền không, xè tay của mạnh thường quân là lấy, muốn lấy tiền không vậy. Nếu mà con người ta đại gia thật sự, người ta giàu có thật sự, nó thiệt chứ cái uy tín cái hãnh diện của người ta, ta cũng đâu có khi nào mà nhận tiền người khác kỳ cục vậy. Mà sau này ai nói con không thấm, mấy chị kia lên chửi cũng như con không đẻ vậy, mình nó cũng không tự ái, nó cũng không biết mắc cỡ nữa trời. Tôi thua. Em đang nghi là cái chuyến này là năm sầu riêng là gặp cao thủ rồi. Năm sầu riêng là anh có nhớ cái vấn đề mà chỗ bà Vân bà nói không? Bà nói những cái nơi nào mà bà tới đó và những cái nào mà bà mà không xài tới đó là coi như là có cho việc gì cũng phải chê. Có nghĩa là bà không ăn được là bà phá cho banh chành. Đấy, chứ bà không phải là một trong những người mà thật thà. Thì em nghĩ là loạn choạng, em đang mới nhận một thông tin là năm sầu riêng là lúc chiều mà nghe là 100 triệu đó, là năm sầu riêng là hiện bây giờ cũng đang là trên đường đi về lại Đồng Tháp ở để mà rước nàng về dinh đó. Thì em nghĩ nếu mà cái chuyến này là gọi là một trong những cái gọi là cái cuộc hẹn cuối cùng của năm sầu riêng nào, có nghe xuống đấy là 100 triệu không có mà bà ấm còn lèo phèo với bà khác nữa, là chắc ăn là bà gặp bà Văn là bà thiến liền đó, chắc ăn bà Văn bà thiến. Chứ còn nó thật sự là bà này bà không phải là dạng hiền. Anh thấy Nó cách bà nói chuyện là rồi. Dạ. nó có nói, nó nói nếu mà nó không xài được là nó không để cho ai xài, cho là nó thiến á, Dạ đúng rồi, đúng rồi. nó cắt cái củ cải đó, nó phơi khô mà. Tôi cũng bó tay luôn. Em thấy cái đà này nó nguy hiểm quá. Tôi cũng xém 70 mùa mưa rồi mà tôi trên đời dưới thế, tôi cũng mới gặp cái trận này. Nếu mà tôi gặp hồi nhỏ nhỏ chắc tôi điên sớm, chắc vợ con tôi chắc tôi cũng không có vợ có con gì quá không, cũng quá trời quá đất. Còn cái này nữa, nhắc tới đầu nhớ tới đó, mấy thằng YouTube kia nó nói coi kìa, coi ông gung hết trơn rồi kìa, ông thèm kìa, nhiễu nước miếng vậy đó. Mà rốt cuộc cái ông cũng nói theo, nó nói cái gì ông nói theo, bây giờ anh cứ theo dõi cái vấn đề cái này đi, mấy cái clip đó bây giờ mình không có cũng gắng theo dõi để mình biết được cái nhục cái ngu của thằng này cỡ nào. Mấy thằng YouTube nói cái gì nó nói đấy, giống giống hệt con nít mà mới biết nói mà bập bẹ vậy đó. Cha dạy gì nó nói theo nấy, mẹ dạy gì nói theo nấy. Thằng cha này rất là chắc chắc nói trời, chắc chắc chả có vấn đề thiệt không mày, chắc chả cũng khùng thiệt quá Cái này em nghĩ mà mình cũng theo cũng cũng không có phục đâu anh. Đúng là cái vấn đề ông này như là ông thiếu đàn bà, là cái ông có bị cái bệnh thôi chứ chắc ông không bị phục đâu. Anh thấy là mẫu là chắc. ông có đàn bà bên cạnh là thấy tỉnh ghê. À, tỉnh mà anh còn lanh nữa, cái tay anh lanh như là gọi là lanh như thỏ đó. Tôi hôm nay nha anh, tại vì coi trong mạng á là tôi không có nhìn kỹ, chứ nếu tôi gặp cái thằng này ngoài đường á hay là ở ngoài ngoài đời á,
là có thể tôi nhìn về tôi biết nó cỡ nào đó. Dòm anh dòm kỹ hai cái lỗ tai nó này nè, khi nào mà anh thấy nó chảy cái nước mà nhờn nhờn mà trắng trắng mà nó chảy bên lỗ tai bên này hoặc chảy bên lỗ tai bên kia, mà nếu hai bên mà nó đều chảy đều hết nè là nó nói gì anh thông cảm đi, bị nó tồn nó tới đó rồi nó xì hết đó. Giờ bên lỗ tai nó ha, mà anh thấy bên lỗ tai bên này, cái bên lỗ tai bên này mà cái chất nhờn mà hơi trắng trắng đó ha, mà thấy mà nó xì ra nó ấy ra rồi là thôi anh thông cảm đi, cậy để cho nó nạt cho nó sống, cho nếu hỏi để nó nổ bò nó chết á. Hôm đó mà nó còn cho năm này chả còn nói mà mấy kia hỏi lụm không, đêm nay lụm cái nó hỏi nhiều cái anh chả đưa hai ngón tay vậy nè. Đâu, cái mấy đó nó còn chọc chứ cười, thằng này nói với kia kia nó còn cười nó ngạo nghễ nữa, mà trời hai phát hả, trời ơi tôi tính 20 phát là dân nó được chết luôn á. Bà nội ơi, cái tụi này nó nhảm nhí gì đâu á, tôi nói thiệt. Nhưng mà tôi nói với anh á, là vụ này á, là không xong. Tôi nói cái thằng này với con dân này cũng không xong, tôi nói là không có kéo dài đâu, nhưng mà nó sẽ bẻ bẻ kèo. Cái vụ này mà không có 100 triệu cô hồn này cho nó nhận là đợt này dân này nó cũng chạy cha này nè. Chứ con nhỏ này á, với cha này anh thấy có cái chỗ nào mà nói là ăn ở tới già không? Mà dân này nó tuyên bố là một hai nó phải cưới, mà nó cưới nó lấy cái ghép và cưới chứ nó có gì đã 5 triệu mà nó không có, mà nó thiếu nợ 5 triệu hôm nó khóc ông khóc cha nó làm như ông nội nó chết hay cha nó chết không bằng. Còn bây giờ tôi hỏi anh chiếc xe thời buổi giờ xe đạp nó rẻ ghê như bèo vậy, rồi xe Honda cũng vậy nó rẻ vậy đó, mà hỏi chứ không có chiếc xe mà tới lúc lúc lên tôi phải lấy của con lúc gái đi sáng thì em đây. có nghe chỗ một cái kênh khác lên nói thì Văn là cũng là từng đi bán thì từng đi cho gọi là cho thuê cái miếng đất xéo đó. Cái khu mà công viên Văn Lang ở Sài Gòn á là tôi nói thiệt với anh nha, cách đây cỡ chừng 20 mấy năm lúc mà tôi ở trên Sài Gòn rất chiều ha, là anh đi lại cái vùng đó nó đứng hai bên đường á ha, là anh chỉ đừng có nói mà đem xe thấy dòng xe biết là cỡ chừng 20-30 chỗ là chở không có hết đâu, xe 54 chỗ đó là phải đi từ 5 chiếc lỡ đó bác thảy lên, hay là từ 5 chiếc thôi là hết. Tôi nói trời ở lúc đó mà anh thấy dịch tàu ở ngoài đồng là sao là ở đó nó vậy đó. Mỗi lần tôi bằng giác chiều tắm xong rồi ha, tôi nói thiệt với anh đó, giác chiều tắm xong rồi là thay đồ xong rồi là từ ở phường 16 của quận Tân Bình đó, là chạy nó cũng gần đó, là chạy lên đi đó dòm dòm coi tao nói đủ kiểu kiểu nào cũng có hết trơn á. Trời ơi tôi nói không có vô mà nhà trọ nhà chiếc gì chứ, dựa vô mấy gốc cây mấy bức tường nó bữa rồi gầm gầm luôn nữa đó. Trời ơi tôi nói thiệt nếu mà ai hỏi thì cái công viên Văn Lang là nó như vậy đó. Trời ơi tôi là Em có nếu nghe nó tới công một số bà con cũng lên cũng 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 chia sẻ về cái gọi cái tiểu sử của cô Văn đó, thì nghe người ta nói dạ đấy, thật sự ra thì em nói là cái tướng cô này thì thật sự ra bây giờ nó thật sự mà có cho khâm người ta rồi cho tiền lui thì người ta cũng không có thèm đấy, cho nên mấy ông nào ông yeah. lên gọi là ông đưa ra câu chuyện này thì em thấy cũng tội tội cũng quá tội luôn. Thì có nghĩa rằng nếu như mà em với anh cũng nhìn về cái tướng cô này đó, thật sự nó mà nhìn cái mặt cô này nó không còn một cái gì gọi là cái sự mà hưng phấn trở rồi, mà nghĩ sao Trời mà cái ơi tới đó để mất tiền anh à? tôi nói thật tình mà nói á, trừ ra mấy thằng xỉn quá thằng xì ke hay là nó đuôi bù dũng đó, nó cà mờ nó hết thấy đường đi bước thấp bước cao rồi, chứ còn nói thiệt tỉnh táo nó thiệt cho không mời không cũng không có nhậu nổi nữa, thì nó thấy là hết muốn ăn, tôi nó thấy là hết muốn ăn chè rồi. Bây giờ mà anh thấy á, tôi nói bằng thật sự mình á, nếu mình nói theo Phật á, thì mình không dám nói, nếu mà chê người ta sao kiếp sau mình còn xấu còn tệ hơn nữa mình không dám chê nha. Nhưng mà thiệt anh nhìn á, thấy đi tôi nói kỹ rồi anh nhìn á, từ cái đầu nó lõa chắc nè hen, rồi rồi con mắt của nó hen, rồi rồi nhìn cái miệng rồi lỗ mũi xẹp lép rồi con khúc đưa lỗ thở lên như có sống mũi sống miếng con mẹ gì đâu, mà mặt không có hậu hiếp vậy mà nó cười nó nhe răng ra nữa ra tôi nói xuống một cái bự, tôi nói hổm là tôi tính tôi đứt cái liên quần rồi đó.
hầu á chứ. Tôi nhìn với lại cái tôi dòm kỹ lại, ủa như lưng quần mình còn nguyên mà đâu có gì đâu mà sao mà sốt cả bự. Trời ơi, tôi nói thấy không có cảm hứng mà nó nhe răng nó cười mà không? Cha Năm nó chả nói trời ơi cục vàng cục cưng cũng chả thương lắm cái ôm bóp bóp với da vậy. Trời ơi má, chả bệnh chả chưa có bóp cái da cho bà già nữa, mà nghe nói tới ông già chả mà chả còn nói tới ông già nữa mới nói tới cái này nữa. Nó hổm á, chả nói con cái ăn nói với mày á phải nói đàng hoàng chứ có đâu mà nói mày tao, nhưng mà sự thật con nhỏ đó nó không có nói mày tao nha. Đúng rồi anh. Thành ra từ từ cái chỗ đó đó không có câu nào mà chửi mà hổn hết trơn á, tại vì nó có vậy nữa nè, con dân này thường thường nó nói chuyện với cái con của nó thì nó kêu mày tao không à, nó không có nuôi con nhỏ này, thành ra nó để cho bên nội nó nuôi với cha nó nuôi, thành ra nó lúc đó nó đi gượng cho nó không có nuôi con, Đúng nó rồi. đẻ ra thôi à chứ nó không có nuôi con, nó cũng như là con vịt tàu vậy đó, chứ con gà nó đẻ con ra nó dẫn nha, còn con vịt nó không bao giờ dẫn con. Con dân này là cái gốc nó là con vịt, nó chỉ biết tạo con, nó đẻ ra trứng ra con vậy thôi chứ nó không có giữ con. Rồi cuối cùng á thành ra nó kêu mày tao không hà, nó kêu con nó cũng vậy không có ngọt ngào chứ á. Rồi cái bữa đó mấy trên đầu YouTube này nè, nó kêu con dân này phải điện nói chuyện với con nó, thành ra nó nghe lời mấy mấy thằng này vẽ sao nó nghe lời hơn là nghe lời cha nó nữa. Cái cuối cùng điện điện rồi cái nó mới hỏi hôm qua mày mày nói với mấy đó cái gì, thì con kia kêu bằng con, nó mới đầu nó cũng kêu bằng con nha, rồi cuối cùng con kia nó bực dọc quá đi, nó không có nói gì hết trơn, cuối cùng nó nói á bây giờ kêu bằng mày tao thì bà muốn làm gì làm, còn ấy bà kêu bằng mày tao đi cho nó sòng phẳng đó, nghe kỹ lại cái câu đó đi chứ đâu có nó đâu có kêu con dân này phải chi, mà nó nói mày ngựa quá mày xách cái xe tao mày đi rồi mày không hỏi hay là mày hứa mày gì mày không gì mình nữa đi mày xách mày đi ngựa, thì cái đó là con nhỏ này nó hổng, nhưng mà nó chưa sử dụng mấy danh từ đó mà nói đỡ thừa nó là tội nghiệp. Còn mấy thằng YouTube rồi nó cũng là thằng YouTube nó cũng nói chuyện vậy thôi chứ nó đâu phải ông bà cha mẹ gì của con nhỏ kia đâu mà nó bắt lỗi, nó con vậy là bất hiếu ăn nói với mẹ như thế đó này kia nọ. Mấy cái thằng này nó thiệt chứ nó không biết nó là nằm vô cương vị nào, nó phải hỏi lại nó là nằm với cương vị gì khi gia đình của người ta như vậy, nó tác động để cho con dân á nó chửi con đó, nó nhìn nhận là con nó bậy con nó sai, cái năm kia nó cũng tát nước theo mưa con vậy là sai bậy. Trời ơi, còn thằng năm thằng quỷ thằng năm sầu riêng này nó bậy không, nó knock out ông già nó đi bệnh viện luôn đó, nó đúng không, đúng mẹ đồ quỷ là như là ở xóm riêng không ai biết vậy đó, người ta nói hết trơn hả. Trời ơi tôi nghe mạng hết trơn hả, tôi nghe tối ngày là nó thiệt chứ cái điện thoại là nằm nó gỉ gã bên lỗ tai tôi vậy đó, nhiều khi giận quá mà mò cái điện thoại đang tắt ha mà tắt không kịp luôn, mò chúng cái gối bóp hoài lúc cái nút bên lâu rồi là sao cái gì mà tắt không được, tại nó nói mình nghe bức xúc quá đó anh, chứ tôi đâu có lẫn, tôi là tức nghe cái nó tức bị mình cũng nghe cái phải nửa ngủ nửa thức đó, rồi tôi lại nghe cái lúc nào mà nó dạy năm sầu riêng nói sao cái năm sầu riêng nói theo vậy cái tôi tức quá, tôi nói cái thằng ngu này mẹ cha nó còn trẻ hơn nó nữa, tôi tức quá trời cái tôi mò tôi bóp tôi tắt cái điện thoại mà tôi mò nút mà tôi mò dính cái gối tôi này mẹ cái điện thoại để lúc nó đâu mà bữa nay tôi bóp hoài mà bóp không chú, để mẹ nó làm biết là tôi mua lẫn luôn anh, chắc thời gian này mà kéo dài chừng 50 năm nữa là tôi lẫn đó anh. Bây giờ tôi hết đường để nói thằng này rồi, hết chị nổi rồi. Nhưng mà thôi bữa nay vắng tắt anh em mình tâm sự nhiêu đây, rồi gửi cho năm năm sầu riêng em hãy bình tĩnh, nếu mà vị mạnh thường quân nào ủng hộ 100 triệu đó thì em kêu chuyển qua số tài khoản đi rồi em nhận, rồi ba của dân cũng vậy, nếu mà chuyển qua cho con gái thì nhận đi, rồi đi ra đặt nhà hàng mua đồ gì đó sắm sửa quần dài quần ngắn quần ấy gì đó cho mày sắm nó hết thôi nha, sắm ba cái đồ nhỏ nhiều năm sầu riêng vừa nó giặt riết về nội nó hửi rất hư cái đầu mũi đó nha, đúng mà không sạch là con dân này nó không có chịu, hôm rồi nè trời giặt đồ cho nó xong rồi nó chỉ cắt phơi như thế nào rồi máng như thế nào rồi dắt không sạch nó dắt lại nó dạy nó chỉ như dạy con vậy đó, rồi thằng này cũng làm theo cười cà hè cho mấy kêu quay phim, nhớ mua quần lót mua một hai cái thôi chứ mua nhiều mua mà thấy rẻ rồi tiền mạnh thường quân cho rồi mua cả mấy chục cái đem vậy nó mặc rồi nó giục đó mặc giục đó, rồi thằng này nó giặt rồi nổi mà nó sợ không sạch tới rồi cái con dân la nó cái rồi nó hửi rồi hư cái lỗ mũi đó tội nghiệp đó.
mai quỷ này nó để mai lấy số của năm sầu riêng xem thử là cái mùi gì, chứ nước mắm nhí là cái mùi sầu riêng mà anh mẹ sầu riêng cái gì, nó hỏi cái đó là cái mùi ốc chết đó ông nội ơi. Nó nói mấy cái mương nó nuôi ốc bu đó giờ không có chết, bắt bữa nào nấu mà luộc xả bữa nấy, mà tại sao bây giờ mới đây mà tại sao mà có sót con nào không, mà sao mà nó có mùi ốc chết đâu mà dữ vậy nè, đồ xanh chết mày già không nằm đó. Thấy là bắt giận, tôi thấy cái giận nó bao nhiêu mà cười, để mà cho nó qua ngày, cho nó thiệt chứ nếu mà giận không nữa là lên máu chết á, bực bội. Rồi, Nó nói là mai ok cái ý kiến của anh. Một rồi cái thôi ý vậy kiến vậy mà là rất tuyệt vời. Để mai em tìm số anh Nam em hỏi xem nữa là gì, cái dính cái mùi chi mà ngửi miết không? chứ ốc mà bắt bữa nào luộc bữa nấy thấy có luộc nồi ốc rồi đó, gà thì hấp xả, còn còn ốc thì luộc rồi chứ đâu có sót ở đâu mà cái gì mùi ốc chết đâu mà dữ vậy, rồi mẹ dặn dặn riết rồi tưởng nó quần không sạch, dặn riết thằng gắt cái quần đấy mẹ quýnh thấy mẹ luôn rồi nha. Rồi vậy thôi, cảm ơn mà cộng đồng mạng của bà con mình cũng ai thấy gì đóng góp giùm năm với chút này là nó khùng khùng rồi, còn nếu ai ở địa phương nó gần gần á làm ơn mà sáng có gặp được nó dòm hai bên lỗ tai nó, rồi có chảy máu không rồi điện cho tôi gửi lên mới Mông Gò rồi dắt ra giùm nó, chứ không phải nó là nó bồn tới ốc rồi, nếu mà nó không xì ra hai lỗ tai nó mày may có xì hai lỗ tai chứ không phải nổ ông to chứ, nó với dân là hai thứ đó, nằm gặp nái nhờ hai đó nó kết hợp nó cứu với nhau á. Dạ Rồi vậy thôi nha, chào dạ cảm anh. ơn ý kiến của anh, chúc anh sức khỏe nghe. Dạ. Dạ. Yeah.